đừng tiếc like và comment khi xem video này. Tử vi tháng 8 2018 về âm lịch, chi tiết của 12 con giáp. Tử vi tháng 8 2018, chi tiết của 12 con giáp cho thấy tuổi Dần phát triển thuận lợi, tuổi Mão hứng chịu nhiều cạm bẫy. Trong khi đó, tài lộc của tuổi Thìn thì bấp bênh, tinh thần của tuổi Ngọ lại khá tốt. Một là tuổi Tý, tử vi tháng 8 cho thấy sự nhiệt tình chính là yếu tố nổi bật nhất trong công việc của người tuổi Tý. Vì thế, trong tháng 8 này, người tuổi Tý nên cố gắng phát huy ưu điểm này của chính mình để sự nghiệp có bước phát triển tốt đẹp. Người tuổi Tý dù làm công việc thuộc lĩnh vực nào, họ cũng thể hiện rất tốt sự tự tin, và đặc tính này giúp mọi chuyện với người tuổi Tý thuận buồm xuôi gió hơn. Về tài lộc, trong tháng 8 này, tài lộc không tốt, cần phải đề phòng cảnh giác, chuẩn bị tâm lý ứng phó với phong ba bão táp ập đến bất thình lình. Do sao tài tinh tổn hại nên tháng này không thích hợp đầu tư mở rộng kinh doanh hay đánh bạc. Tâm lý của người tuổi Tý tháng này dễ xuất hiện cảm giác ghen tị, dễ bực mình, cần kiểm soát cảm xúc, đừng hành động theo cảm tính mà gặp họa về tiền bạc. Hai là người tuổi Sửu, công việc của người tuổi Sửu trong tháng 8 có chiều hướng đi xuống, rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn trước đây sẽ dần dần lộ diện rõ ràng. Vì vậy, họ cần hết sức cảnh giác và tìm cách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Việc cần thiết nhất lúc này là tìm ra được những lỗ hổng trong công việc cũng như trong tài chính để khắc phục kịp thời, tránh những tổn thất nặng nề. Vận thế trong tháng 8 có chiều hướng đi xuống, rất nhiều cơ nguy tiềm ẩn bấy lâu sẽ dần bộc lộ. Bởi vậy, cần sớm phát hiện để kịp thời giải quyết, tránh để sự việc xảy ra rồi khó mà thay đổi. Thận trọng với mọi công văn giấy tờ sổ sách, tháng này tài lộc xấu đi xuống trông thấy, cần chú tâm vào quản lý tài chính và đầu tư. Ngoài ra, tháng này sẽ có khoản chi ngoài dự kiến. Ba là người tuổi Dần, tử vi tháng 8 báo hiệu sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ có bước phát triển thuận lợi, công việc đi đúng quỹ đạo và sẽ có cơ hội tốt tiến triển. Lời khuyên dành cho người tuổi Dần đang theo đuổi ngành nghề marketing, dịch vụ, cần tăng cường liên lạc với khách hàng của mình nhiều hơn và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Tài lộc trong tháng này của người tuổi Dần thuận lợi, công việc đi đúng quỹ đạo, lại có quý nhân phù trợ, lúc này cần động não để sáng tạo thì mới có thể vượt trội hơn người. Tháng này tài lộc tốt nên đầu tư lập nghiệp, nhưng dồn nhiều tiền quá sẽ bất lợi, nên vừa phải thì hơn. 4 là người tuổi Mão. Trong tháng này, nhiều khả năng người tuổi Mão sẽ vướng phải một số chuyện thị phi. Vì vậy, cần hết sức cẩn thận, không nên hành động vội vàng, mà cần thận trọng trong từng bước để tránh những tổn thất và thất bại lớn. Họ cũng cần tìm hiểu về mọi khía cạnh, chứ không nên chỉ căn cứ vào bề ngoài của con người hay vấn đề nào đó. Vận thế trong tháng này nhìn chung ảm đạm, nhiều cạm bẫy, cần chắc chắn trong đầu tư kinh doanh, kẻo rơi vào bẫy, không ngóc đầu lên nổi. Trong tháng này cần tỉnh táo phân biệt người tốt, kẻ xấu, đừng dựa vào cảm tính và vẻ bề ngoài mà vội tin người, nếu không sẽ gánh chịu hậu quả. Về tài lộc tháng này lên xuống thất thường, cẩn trọng trong quản lý tài chính, tránh thất bại. Ngoài ra nên tập trung làm việc của mình, đừng xen vào chuyện của người khác, làm việc gì cũng tuân theo nguyên tắc, không biết thì hỏi, chớ hành động mù quáng. 5 là người tuổi Thìn, sự nghiệp của người tuổi Thìn trong tháng 8 nhiều biến động và không ổn định, họ cần phải cố gắng thật nhiều nếu không muốn bị thất bại ngay trong tháng này. Tuy nhiên, có một điểm sáng là nhờ năng lực làm việc tốt nên họ thường được mọi người tin tưởng dựa dẫm. Tài lộc trong tháng 8 của người tuổi Thìn bấp bênh, không ổn định. Vì vậy, tháng này cần lên kế hoạch cụ thể rồi mới hành động, kẻo thất bại thảm hại. Tháng này đừng nghĩ rằng mình may mắn mà làm liều, kẻo gây hậu quả khó lường. Ngoài ra, tuổi Thìn tháng này có khoản chi lớn ngoài dự kiến, nếu không quản lý tài chính tốt, rất dễ thâm hụt về tài chính. Ngoài quản lý tài chính thông minh, cần đề phòng kẻo mất trộm. Nhiều việc xảy đến khiến người tuổi Thìn tháng này mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác, cần nghỉ ngơi và tránh làm việc quá sức.
6 là người tuổi Tỵ. Trong tháng 8, sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ gặp rất nhiều trắc trở, bất lợi, chỉ cần lơ là một chút là họ có thể phải trả giá đắt. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn, nên họ nỗ lực kiên trì phấn đấu, không ngừng nghỉ trong tháng 8 này. Những người tuổi Tỵ đang làm trong ngành nghề thiết kế thời trang, quảng cáo hoặc thư ký, trợ lý đại diện cho một vài thành tựu xuất sắc. Trong tháng 8, tuổi Tỵ gặp nhiều khó khăn trong phát triển sự nghiệp, nếu không cẩn thận rất có thể phá sản. Tuy nhiên, vận thế tốt lên nhanh chóng, do vậy tháng này cần nỗ lực và kiên trì. Trong tháng này chăm chỉ chịu khó ắt sẽ thu được thành quả và đền đáp xứng đáng. Tháng này đặc biệt chú ý bảo quản tài sản cá nhân vì có thể rất có nguy cơ mất trộm khá cao. 7. Về tuổi Ngọ. Trong tháng này tinh thần của người tuổi Ngọ khá tốt, tuy nhiên nếu gặp khó khăn trở ngại thì đừng nhụt chí ngay, không hoang mang lo lắng nhưng lại thiếu tính chiến đấu. Cho dù như thế nào, người tuổi Ngọ thiếu động lực để quyết tâm thay đổi hoàn cảnh đó. May mắn là trong tháng này tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên cuối cùng mọi chuyện đều suôn sẻ. Tài lộc trong tháng này bắt đầu đi vào quỹ đạo chính, hãy tranh thủ thời cơ tiến bước, nỗ lực đi lên. Vào tháng này nên phá bỏ những quy tắc cũ, mở ra cục diện mới, thay đổi những cái cũ, làm sao người khác thì mới có thể tránh được thất bại. Tháng này có thể sẽ có được tăng lương, nhận nhiều bổng lộc. 8 là tuổi Mùi. Trong tháng 8, người tuổi Mùi dễ thay đổi theo ý kiến của người khác, dù trong lòng rất muốn kiên trì tuân thủ nguyên tắc riêng của mình. Vì biết phấn đấu mục tiêu mà mình đã đề ra trong tháng này, sự nghiệp của họ sẽ có những biến chuyển tốt đẹp. Tuy nhiên, họ cần phải ghi nhớ rằng muốn vươn lên trong sự nghiệp thì phải càng biết giữ gìn những gì mình có trong tay. Tài lộc trong tháng 8 chuyển biến theo chiều hướng tích cực, thu nhập từ công việc chính và phụ đều khá. Tuy nhiên, trong tháng này không nên tính toán thiệt hơn, phải biết nhường nhịn người khác sẽ có lợi cho cả đôi bên. Mặc dù công việc bận rộn nhưng chớ than vãn, bởi làm nhiều chăm chỉ ắt sẽ được đền đáp xứng đáng. Người tuổi Mùi tháng này nếu muốn chuyển công việc khác thì có thể tiến hành, có điều cần cân nhắc kỹ, đừng hấp tấp vội vàng mà hỏng việc. 9 là người tuổi Thân. Trong tháng 8, sự nghiệp của người tuổi Thân vẫn bình lặng, nhìn bề ngoài thì thấy có vẻ yên ổn nhưng thật ra lại ẩn chứa nhiều nguy cơ. Nói chung trong tháng này tuổi Thân nên cẩn thận trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Tài lộc trong tháng này dường như không có gì, vận đen luôn rình rập, nếu lơ là dễ rơi vào cạm bẫy. Trong tháng này làm việc gì cũng phải cẩn thận, cần biết cách tự bảo vệ mình để khỏi bị kẻ xấu bán đứng hoặc ngấm ngầm hãm hại. Ngoài ra chú ý bảo vệ tài sản cá nhân để phòng mất trộm. 10 là người tuổi Dậu. Trong tháng 8, sự nghiệp của người tuổi Dậu có dấu hiệu đi xuống, vì vậy cần chú ý chăm chỉ hơn để tránh mọi chuyện tệ hơn. Trong tháng này, tuổi Dậu cũng cần chú ý quản lý tài sản để tránh tổn thất thua lỗ lớn. Tháng này, người tuổi Dậu có thể bị tổn hại về tiền của do trong nhà có người già mắc bệnh, vì thế cần chú ý đến tình trạng sức khỏe của người già trong gia đình. Tài lộc tháng này bấp bênh, công việc bận rộn lại vất vả mà thành quả lại không như ý. Những kế hoạch đã định cũng bị phá hỏng bởi xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. 11 là người tuổi Tuất. Trong tháng 8, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ có đôi chút cải thiện nhưng vẫn thường thay đổi và không ổn định. Họ cần cẩn thận hơn nữa khi xử lý vấn đề có liên quan đến công việc trong tháng này, để tránh bị tổn thất nặng nề. Một việc nữa họ cũng cần phải làm là dùng hành động để chứng minh mọi việc, bởi nếu chỉ có lời nói suông thì cũng chẳng thể giải quyết được gì. Về tài lộc tháng này bấp bênh, trong công việc gặp nhiều khó khăn như hợp đồng bị hủy vào phút chót, đối tác ngừng hợp tác. Trong mọi tình huống, tuổi Tuất cần bình tĩnh xử lý, thận trọng, tỉnh táo, đừng nóng vội kẻo thất bại thảm hại. Mọi việc cần tính toán kỹ càng trước khi thực hiện thì mới có thể vượt qua được sóng gió. 12 là người tuổi Hợi. Sự nghiệp của người tuổi Hợi trong tháng 8 sẽ có bước phát triển vượt trội. Không những họ sẽ giải quyết được hết những khó khăn tồn đọng mà có cơ hội để được tăng lương tăng chức. Tuy nhiên, tuổi Hợi tháng này cũng cần kiên trì nhẫn nại, cố gắng hết sức.
từ việc nhỏ nhất để đi tới thành công. Tài lộc trong tháng này tốt đẹp, thu nhập từ công việc chính và bên ngoài đều có thành quả đáng mừng. Những khó khăn trong công việc được giải quyết hết. Sự nghiệp phát triển thuận lợi, sẽ có tin vui được tăng lương tăng chức. Tuy nhiên, tháng này nếu làm việc gì cũng nên nhờ người thân giúp đỡ, đừng nhờ người ngoài, kẻo bị bớt xén thành quả. Tốt hơn hết là mở rộng quan hệ, cư xử khôn khéo, để đi đâu cũng gặp quý nhân phù trợ. Trên đây là những phần luận giải về lá số tử vi của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức về lá số tử vi nhé. Hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất của kênh Kiến Thức. Rất chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.